Thank you.
Honda mua xe nha các bạn. Honda Buster 165. Thì mấy anh em ghé qua đây coi xe mua xe. Mời các bạn theo Dũng vào trong nha. Rồi nấp nhìn em luôn nấp. Ok. Hai người xuống thì nó sẽ cái lục cơ xíu nữa. Các bạn xe nhiều lắm nha các bạn. Mấy dòng xe bò thì có cái thì anh em có hết rồi. Nhưng mà bây giờ chơi mua xe đi cà phê rồi vui. Chim đi lành, lại chim. Nớp, nớp. Anh nớp, anh nớp. Đỡ dành nhau. Anh em đi mua xe cà phê. Số 50. Siêu phẩm này các bạn. Được không? Cầm nếu mình cầm 5 tỷ thì mình sẽ được nhiều cái xe loại. Đúng không? Hai này. Rồi lớp nào. Đừng ít chắc là nó hút chiếc không? Cảm thấy xíu là chắc xe hút chiếc kiểu như không, em đâu mua xe máy không được đâu, xe hơi thì đây, cảm ơn. Anh Hoạt, anh Nớp, anh Vĩnh Bình với anh Châu đang lựa chọn xe để mua. Thì chắc có lẽ là chọn cái dòng CB650, vừa đi phố được, vừa đi tour nhẹ nhẹ cũng được. Đi sport nhiều quá rồi, giờ mua này cho vui vui. Anh Châu với anh Đớp đang thảo luận về cái máy của xe, nghiên cứu xe một thời gian dài rồi bây giờ quyết định lấy xe. Dạ, tụi em đăng tin đăng ký 3 chiếc là hôm nay anh Bình là... Ok, bây giờ là lấy 3 chiếc nha bạn. Anh Bình, anh Đớp với lại anh Châu.
CB số 50. Chiếc này SD hả đi không? À, HRC 5 tí mấy hả? Đây đây. Bán thương mại hả hay là sao? Không có thương mại. Nên hay là bán chuyện đua? Xe mà kéo nguyên mình đòn nữa, rồi mua có 3 chiếc rồi kéo rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiếc như chiếc BM kia nữa à, đi cả chục người. Rồi vô hết luôn. Mất tiêu xe kia luôn rồi. Rồi. Ok. Anh Tuấn chụp đi. Anh Tuấn chạy lên đầu tới con này. Chụp mình chụp em làm gì mà. Đó, chụp chơi luôn. Quay hay chụp? Quay hả? Ta đem chụp bên này cho. Không, anh quay rồi. Nổ máy chạy vòng luôn. Thank you.
Chưa tới, chưa tới, Thịnh, chưa tới, tới nữa rồi, rồi. Lên. Được không? Được rồi. Được. Cặn quá đéo mới giữ nổi luôn. Thả xa xa chỉ đánh chút đi cho anh. Phong, phong, phong. Thôi, kiểu đó mình nhắc lần thôi nha, để làm mình đi. Má lên cái 10 lần rồi không? Không, không, cho anh chùm tấm thôi. Mắt cô giòn nhẹ. Rồi, ok, rồi, ghen đang chán nữa nè. Chứ vì em nhẹ, vì em có nhẹ mà. Rồi, vô. Ủa, thằng hai nhẹ. Thả ra, chụp chụp chùm. Rồi. Màn thì hồi nãy là đã nhận báo giá, anh em thương lượng với nhau rồi thì chờ đến ngày nhận xe, bây giờ anh em sẽ đi về. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào tạm biệt.